Kính thưa đồng bào, đây là đảo Lý Sơn, Việt Nam, bản quốc Hải Cương Hoàng Sa. Đây là di tích lịch sử chứng tỏ Hoàng Sa là của Việt Nam. Vì thế bọn Tào Cộng chúng nó tìm đủ mọi cách để chiếm đảo Lý Sơn, và đương nhiên để cắt đứt nước Việt Nam ra làm hai, hoặc là chúng nó sẽ chiếm trọn nước Việt Nam. Đó là âm mưu ác độc của bọn Tào Cộng. Và giờ đây chúng nó đã chiếm đảo, và cũng như chúng nó đã đặt giàn khoan dầu trên thềm lục địa lãnh hải Việt Nam. Trong khi đó thì một số thằng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã làm nô lệ cho bọn Tào Cộng, đã nhận tiền của bọn Tào Cộng, thành ra chúng nó im lặng. Tuy nhiên 12 phép lạ của Thượng Đế tỏ hiện ra cứu Việt Nam, sẽ giúp Việt Nam chúng ta thoát khỏi bọn Tào Cộng khốn kiếp. Đồng bào nhớ copy những hình ảnh 12 phép lạ của cha trời ban cho, rồi xuống đường biểu tình từ Bắc chí Nam, thì bọn Tào Cộng sẽ lui, và đương nhiên bọn Việt Cộng sẽ đầu hàng vô điều kiện. Nhớ biểu tình với 12 phép lạ của cha trời Thượng Đế toàn năng ban cho thì Cộng sản sẽ chịu thua, mà ngược lại chúng ta sẽ mất nước nếu chúng ta không dùng 12 phép lạ của cha trời ban cho để dẹp bỏ chế độ Cộng sản trên toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam. Và chỉ có 12 phép lạ này mới có thể đuổi bọn Cộng sản ra khỏi lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam chúng ta. Và nhớ, Cộng sản Việt Nam phải mau mắn đầu hàng vô điều kiện thì tội lỗi các người mới có thể được tha thứ. Bằng ngược lại, bọn Cộng sản ở tại Việt Nam sẽ bị người dân ở tại trong đất nước Việt Nam xử tử hình khi cơ trời chuyển sắp xảy ra, và cơ trời đang chuyển và sắp xảy ra. Cơn tận diệt đối với bọn Cộng sản ở khắp mọi nơi. Nhớ những gì tôi nhắc nhở theo lệnh của cha trời Thượng Đế toàn năng. Đây là Phụ Đổng Thiên Vương tái thế. Tôi chính đây là Minh Vương nước Việt, người lãnh đạo cứu nước Việt Nam. Và đồng thời tôi chính đây là vua Việt Nam. Đồng bào chúng ta từ từ sẽ nhận diện rõ ràng. Tôi là ai? Và tôi làm việc theo lệnh của cha trời Thượng Đế toàn năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta. Và tôi có hàng triệu 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 linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra theo lệnh của cha trời Thượng Đế toàn năng để phụ trợ tôi làm việc cứu nước Việt Nam, và cũng như phụ giúp đồng bào tại thiết quê hương xứ sở chúng ta.